Mặc dù các nhà chức trách Kenya nhận định nền kinh tế nước này sẽ không bị ảnh hưởng nhiều sau vụ tấn công khủng bố hôm 21 tháng 9 vừa qua vào trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi, làm 67 người thiệt mạng. Nhưng dựa trên thực tế, một số chuyên gia quốc tế nhận định vụ tấn công khủng bố vừa qua sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự tăng trưởng của Kenya, trong đó phải kể tới ngành du lịch chiếm 12,5% tổng sản phẩm quốc nội của Kenya. Trong mấy ngày qua, chúng tôi nhận rất nhiều cuộc gọi điện thoại hủy tour du lịch. Rất buồn, nhưng hy vọng tình hình này sẽ được cải thiện. Năm 2012 đánh dấu một kỷ lục mơ ước cho Kenya, hơn 1,8 triệu du khách nước ngoài tìm đến Kenya và mang về cho nhà nước Đông Phi hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Kenya đang có mục tiêu thu hút 3 triệu du khách và thu về khoản tiền hơn gấp đôi từ công nghiệp du lịch trong năm nay. Nhưng trong tình hình an ninh bất ổn như hiện nay, khách du lịch đã hủy các chuyến đến Kenya, thay vào đó là đến các quốc gia láng giềng. Lúc đầu tôi cũng hơi lo ngại một chút về vấn đề an ninh, nhưng giờ đã đến đây rồi thì thấy cũng yên tâm để nghỉ dưỡng, không lo lắng nhiều lắm. Nền kinh tế Kenya bị tác động khá nặng nề vào năm 2008 do cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Tiếp đó là đợt hạn hán nghiêm trọng và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Tuy nhiên, những năm vừa qua, kinh tế Kenya đã có phần phục hồi tăng trưởng.